Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn hòn đảo xinh đẹp, luôn là một điểm đến đầy hứa hẹn. Trong mắt bạn, Hạ Long chỉ có di sản thiên nhiên thôi ư? Không đâu. Thế thì hôm nay Phương Anh sẽ cho bạn thấy một Hạ Long qua góc nhìn ẩm thực và nghệ thuật độc đáo chưa từng có. Điểm đến đầu tiên là một không gian mang phong cách kiến trúc boutique của châu Âu, ngay giữa lòng đảo Ngọc Tuần Châu. Một nơi sang trọng nhưng vẫn mang lại cho bạn cảm giác được quan tâm, thoải mái như ở chính ngôi nhà của mình. Trước khi bước vào hành trình đánh thức giác quan, chúng ta cần được thư giãn cả cơ thể và tâm trí. Một liệu trình massage sẽ giúp bạn được thư giãn, có một cơ thể khỏe mạnh để có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ tại vùng biển nhiệt đới, nơi có nắng nhẹ, có gió và những bãi cát trải dài. Được miêu tả thật đẹp, yên bình và không lo âu. Và nơi đây cũng vậy. Cũng là đá nước và mây trời, nhưng nhìn từ một du thuyền nhà hàng lớn nhất Vịnh Hạ Long có gì khác biệt? Hãy cùng Phương Anh khám phá nhé! Chúng ta sẽ có một hải trình bên Vịnh Hạ Long, ngắm nhìn vẻ đẹp của đá nước, mây trời, thưởng thức mỹ vị và đắm mình trong không gian nghệ thuật ngay trên bờ vịnh di sản này. Tin Phương Anh đi, trải nghiệm này sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Danh tiếng thật xứng đáng với vẻ đẹp cảnh quan nơi đây. Một siêu du thuyền với không gian mở và hệ thống cửa sổ vòm vô cực sẽ giúp bạn chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của biển trời. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như có một chút hương vị đánh thức dậy vị giác của bạn, ví dụ như canapé chẳng hạn. Thưởng thức tiệc canapé của giới quý tộc châu Âu xưa cùng với rượu sâm banh rất tuyệt vời. Nhưng đây mới chỉ là phần khai vị cho bữa tiệc trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Khi hoàng hôn buông xuống là lúc bữa tiệc thật sự bắt đầu. The food here is very delicious. So I love to enjoy with my friends and my family. Thì chúng tôi luôn chọn lựa những sản phẩm của địa phương tươi ngon nhất có thể. Trong đó là có ghẹ xanh vùng vịnh, bè bè và tôm he biển. Việc khó khăn nhất khi phục vụ đồ ăn trên du thuyền đó chính là phải chọn lựa những đồ ăn tươi ngon nhất và đồ ăn lúc nào cũng phải đảm bảo được nóng sốt nhất có thể. Chúng tôi đã có bếp chopping và đồ đèn giữ nhiệt để luôn luôn đảm bảo đồ ăn được nóng hổi. Với cơ sở vật chất hiện đại nhất và đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất. Bạn có thể trải nghiệm hơn 100 món ăn được mệnh danh là mỹ vị Á Âu. Hương vị món ăn cũng giống như chữ ký riêng của mỗi vùng đất vậy. Ngay trên vịnh Hạ Long, bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện về mảnh đất này với một cách kể độc đáo chưa từng có. Một show diễn nghệ thuật đa phương tiện tái hiện truyền thuyết về nguồn gốc vịnh Hạ Long, khắc họa vẻ đẹp bất tận của cảnh quan thiên nhiên cùng cuộc sống bám biển bao đời nay của những ngư dân làm chài nơi đây. Tôi đã được trải qua một hải trình của các cung bậc cảm xúc, có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ để mang về. Cảm ơn và hẹn gặp lại Hạ Long trong những hành trình mới.